Hi everybody, chúng ta hay nhầm lẫn giữa cái từ used to với lại be used to và get used to. Thì cái used to khi chúng ta dùng khi chúng ta muốn nói đến một cái thói quen hoặc là một cái tình huống nào đó ở trong quá khứ mà bây giờ chúng ta không còn nữa ha. Còn cái be used to và cái get used to nó lại có một cái nghĩa khác. Bây giờ chúng ta nhìn vô cái công thức của nó thì chúng ta có chủ ngữ cộng với lại be used to hay là get used to, ta cộng với lại verb ing hoặc là noun. Chúng ta nhớ từ to đây nó là giới từ và do vậy mà chúng ta phải dùng verb ing hoặc là noun phía sau. Và cái động từ to be đó chúng ta phải chia theo thì nha các bạn. Nếu là hiện tại chúng ta phải chia là is, am, are hoặc là quá khứ chúng ta phải chia là was hay là were. Thì bây giờ cái nghĩa của nó như thế nào? Cái be used to đó, nó có nghĩa rằng là chúng ta quen với lại cái việc gì đó. Còn cái get used to nó có nghĩa rằng là chúng ta trở nên quen với cái đó. Hai cái nghĩa nó khác nhau chút xíu thôi các bạn. Nào. Ví dụ bây giờ mình nói là I'm not used to getting up early in the morning. Khi mà nói câu này có nghĩa rằng là mình chưa quen với lại cái việc mà thức dậy vào buổi sáng. Finally, he got used to riding a motorbike. Thì có nghĩa rằng là anh này anh trở nên quen với lại cái việc mà lái xe máy. Nào. Thì đó, cái be used to và cái get used to này đó, chúng ta có thể dùng cho tất cả các thì luôn các bạn. Tất cả các thì luôn, chứ không phải là chúng ta chỉ dùng cho cái hiện tại mà thôi, hiện tại hoặc quá khứ mà thôi, tất cả các thì. Vì các bạn nhìn vô các câu ví dụ phía sau. I have got used to the noise since I moved to this city last month. Nó dùng present perfect. When I was in Japan for the first time, I wasn't used to their culture. That's simple. I think they won't get used to living in big cities. Future. Nếu các bạn chưa xem các video của mình về các cái cách dùng của từ used to hoặc là từ good, mình sẽ để cái link bên dưới để cho các bạn theo dõi. Thanks for watching.